Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua và rất nhiều các anh trai, phải nói là ở tất cả các tỉnh rất ra, đa số ở khu vực ở phía miền Tây để về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin để tìm vợ. Thì cũng anh em hiệp sĩ Bình Dương vừa rồi thì cũng phải nói là giải quyết giúp rất nhiều các trường hợp, các chị em phụ nữ đã quay trở về cùng với gia đình là vì lý do là say nắng say mưa. Đây hôm nay thì sáng sớm hôm nay thì gặp một em trai dắt theo hai người con gái và nó nhìn rất tội, rất thương để về đây tìm một người vợ rất trẻ của mình. Dạ, câu chuyện như nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này nhé. Rồi, xin chào em trai nhé. Dạ. Rồi, em có thể em giới thiệu em họ tên là gì em? Dạ, họ tên em là Lê Văn Linh ạ. Sinh sống ở tại Lá Thiêu ạ. Mà gốc của em là ở cầu Kè Trà Vinh ạ. Ồ, từ Trà Vinh luôn. Dạ. Rồi, hôm nay em cùng với hai người con của mình đúng không? Dạ. Con gái đúng không? Dạ. Ừ. Về đây để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương để đăng tin để tìm vợ. Dạ. Ừ. Em có thể em giới thiệu là vợ em họ tên là gì em? Dạ, vợ em là Quỳnh Thị Bích Tiền ạ. Sinh ngày 25 tháng 10 năm 1999 ạ. Ồ. Vợ 1999 luôn. Dạ. Em là quê Trà Vinh, vợ là Sóc Trăng. Dạ. Ở Trà Vinh với Sóc Trăng có gần nhau không em? Dạ gần ạ. Qua khoảng 40 mấy cây số ạ. Ồ, cũng gần ha. Chạy xe chắc tiếng ha. Dạ. Rồi cho anh hỏi này, trước đây là mình có thương vợ dữ không mà cưới không? Có cưới dạ, không? Nói chung là thương vợ vẫn cưới vợ hỏi bình thường ạ. À. Nhưng mà có điều là chưa có làm được giấy kết hôn thôi. Ồ, trời đất ơi. Sao có hai người con không làm giấy kết hôn em? Dạ, nói chung là điều kiện kinh tế rồi này kia em lo làm, lo cuộc sống còn để mà trang trải gia đình đó, cho nên là chưa có dư để về quê làm giấy tờ. Vậy là trước em cưới ở đâu? Dạ, cưới bên vợ luôn là bên Sóc Trăng luôn ạ. Sóc Trăng sao mình không làm giấy luôn? Dạ, làm giấy thì tại nhà em không có nhập hộ khẩu về bên đó cho nên làm giấy không có được. Ai không cho nhập? Bà mẹ vợ. Mẹ vợ sao không cho nhập? Nói chung em cũng hỏi về bên đó nhiều lắm nhưng mà đó họ bảo là trả lời từ kia không à. Vậy là mẹ vợ có thương em không? Rồi, nói chung thì em cũng không biết nội được nữa. Tình cảm thì chuyện người lớn rồi không biết, em cũng không có gành được. Đây, còn như vậy chuyện gia đình nhỏ cho anh hỏi thế này cứ, em cho anh hỏi này nhá. Dạ. Vậy là trước đây em yêu vợ là mình quen hay là mai là mối hay sao? Dạ, tự quen à, hai chồng là quen ở trên radio phát thanh của thành phố Hồ Chí Minh á. Ồ, quen trên đài radio. Dạ. Luôn. Dạ. Chắc mình hẹn hò luôn. Dạ, mình hẹn hò rồi vợ em làm ở Lái Thiêu á. Ừ. Rồi em từ ở Sài Gòn em về đó em chơi. Ồ. Nói chung là gặp lần đầu tiên thì hai chồng thương yêu nhau. Vậy là một cái tình yêu cũng mãnh liệt ha. Dạ. Tình yêu trên radio, trên đài, trên sóng truyền hình phải nói là cũng rất mạnh mẽ đấy. Dạ. Nói chung là em cũng rất may mắn là mới quen được như vậy đó, đúng không? Dạ. Khi mà hai người bắt đầu gặp nhau hẹn hò buổi đầu tiên thì em thấy vợ em có ưng ý không? Dễ thương không? Nói chung thì lúc đầu thì vợ chồng tình cảm mới thì nó mặn nồng yêu thương như này kia rồi các thứ, tới khi mà được đứa con đầu lòng thì cũng vẫn tình yêu cũng vẫn y như cũ. Ừ. Rồi vẫn là rất là thương chồng thương con. Nhưng mà tới khi thời gian sau này thì lại có áp lực chồng chất, kiểu như nợ nần công việc rồi này kia rồi làm khó khăn đó. Ừ. Rồi từ cái thời điểm mà dịch tới giờ thì em cũng nói chung là cái về kinh tế em xì sụp xuống. Ồ. Nó không có được thuận bờm xuôi gió thì cho nên là vợ chồng nó có cãi lộn rồi này kia, thì nói chung lớn tiếng, em có lớn tiếng với vợ em thì có. Ừ. Là với lại thời gian trước dịch thì em cũng có đánh đập rồi này kia, cũng một hai cái cũng có. Ý dạ. Nhưng mà lúc đó thì vợ về nhà bà vợ rồi năn nỉ vợ lên lại. Ừ. Tới bây giờ thời điểm từ hôm Tết tới giờ thì trước Tết 2 tháng thì vợ lên rồi sống tới qua Tết tới giờ thì lại tình hình là 10 tay này lại vợ lại đi nữa. Thì nói chung thì em cũng không có suy nghĩ, em cũng không hiểu lý do tại sao, tại vì em cũng không có cãi lộn, không có đánh gì vợ lần nữa, lần nào hết trơn á, chỉ có lúc đầu vậy thôi. Tới bây giờ thì vợ đó đi, nhưng mà mấy ngày nay em cứ suy nghĩ miết, không có suy nghĩ ra là mình làm cái gì sai để cho vợ phải phật ý. Rồi cho anh hỏi thế này nhé. Ừ, cho anh hỏi. Vậy là hai vợ chồng em hiện nay ấy, trước thời điểm mà vợ bỏ đi. Dạ. Là hai vợ chồng em sống ở đâu? Dạ, ở sống ở 8/3A khu phố Hòa Long, Lái Thiêu, Thượng An, Bình Dương. Ừ, rồi thế này. Vậy là mình sống cái cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc không em? Dạ, nói chung thì thời gian gần đây thì em đi làm rồi các thứ, rồi con thì cũng ở nhà đi học, rồi cũng không có thời gian mà để gần gũi vợ hoặc là tâm sự với vợ nhiều. Ồ. Ít có chia sẻ với vợ, còn chỉ có tối về ngủ thì có thủ thủy rồi này kia, rồi vợ coi cho trên mạng xã hội Facebook đó, rồi coi tới giờ thì ngủ mà nay nó ngủ. Ồ, gọi là mỗi người mạnh, mỗi người cầm cái điện thoại. Dạ. Ồ.
Vậy là tình yêu sa sút rồi đó. Dạ, nói chung thì thời gian gần đây thì em cũng không có phải là gò bó gì vợ, nhưng mà chuyện quyền riêng tư của vợ thì để vợ tự giải quyết, mình không có xen vô. Tại vì cũng đã có hứa với vợ là cho, thả cho vợ tự do để vợ thoải mái để mà lo ca trong công việc thôi. Ôi, vậy là tình yêu sa sút rồi em. Này, ăn kẹo đấy con. Xin chú chưa? Cảm ơn. Ừ. Rồi ăn đi con. Rồi em nói tiếp đi em. Cho nên là từ khi mà cái bữa mà đi tới nay á, thì em cũng không có suy nghĩ ra là em làm sai cái điều gì để vợ em bỏ đi như vậy. Cho nên là hôm nay em đến đây nhờ mấy anh giúp em để em tìm được vợ về chăm sóc cho hai đứa con. Cho anh hỏi nếu mà trường hợp như là có điều kiện gì mà vợ khó nói á, hoặc là cái gì đó, thì cứ hôm nay là nói chung là mạnh miệng chia sẻ cộng cộng đồng mạng là xin hứa luôn, nếu mà về mà nếu mà có sai hoặc là gì đó là tới gặp anh Hải mà nói có sai gì đó thì mà mình tính toán một cái một luôn, để cho một đôi bên thuận đường để mà đi làm ăn, để lo cho con, chứ không phải là như vậy rồi cứ đi về hoài bỏ công đi tìm khổ lắm. Rồi cho anh hỏi này, em họ tên đầy đủ là gì em? Dạ, Lê Văn Linh ạ. Lê Văn Linh. Dạ. Linh là Linh L-I-N. À, tên này tên thật hay tên? Tên thật luôn ạ. Tên thật. Em còn tên khác không? Dạ không ạ. Không ha. Rồi em nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 33. 33 mà vợ thì 24. Dạ. Trên nhau là 9 tuổi đúng không? Dạ. Phải không em? Dạ. Được hai người con gái ha. Dạ. Mình trước đây thì chắc cũng yêu nhau nhiều ha. Dạ đúng rồi. Có nhưng thời gian là gần đây thôi, từ khoảng bao nhiêu thời gian này là ít yêu lại. Dạ nói chung là từ dịch tới giờ thì nói chung là cuộc sống thì áp lực quá, cho nên là dịch phải yêu nhiều chứ. Nó cho nên là nó không có được mặn nồng giống như xưa nữa. Lý do sao em có bồ? Dạ không, áp lực công việc. Công việc rồi cho anh hỏi câu chuyện nó tế nhị này, công việc cụ thể em là gì? Dạ em làm bên lò xi mạ xe máy anh. À. Em là chuyên về ta làm mài đánh bóng rồi kia các thứ. Công việc nhiều việc lắm không em? Dạ nói chung thì cũng vô đặt có hàng thì cũng nhiều lắm anh. Làm có thể tăng ca tới 11, 12 giờ đêm. Ây dạ. Lương cao không em? Dạ lương thì nói chung là tăng ca luôn thì tính khoảng 12, 13 triệu. Vậy cũng ổn rồi. Dạ. Thế còn vợ em làm công việc gì? Dạ vợ em thì mới đi xin việc làm đây tại đây thôi, chứ còn lúc trước vợ cứ ở 8 năm qua là cứ ở nhà em nuôi luôn. Nuôi con thôi. Ô sướng quá rồi. Dạ. Vậy ngon rồi. Chỉ có mới thời gian đây là 6-7 tháng nay là đi kiếm việc làm, là tại vì kinh tế em lo không kịp đó, cho nên con đi học nữa rồi nó nặng nề đối với em quá, cho nên là vợ em mới đi làm thôi chứ. Rồi cho anh hỏi vợ em làm công việc cụ thể gì? Là làm công ty may ở đường 2A V Ship 1. À rồi. Vậy là kinh tế là hai vợ chồng đều đi làm như này là ổn chưa? Em thấy dạ nói chung chưa? Là vợ em mới thử việc được 1 tháng là đi luôn anh, chứ chưa có bảo là mới có tháng luôn. Dạ. Trời ơi. Nhưng mà tháng này là tự vợ em xin hay là em xin cho vợ? Em tự dẫn vợ, em tự làm hồ sơ rồi chỉ vợ đi xin rồi, việc. Rồi xong luôn. Không dẫn vợ đi xin việc thì vợ còn vợ đúng không? Dẫn đi này vợ đi luôn. Tại vì đó. Cái thời gian mà xin việc rồi á, vợ bảo làm, em có nói vợ vậy. Nói vợ gì gán vài tháng đi mà để mình có cái số tiền kinh phí để ổn định á. Thì để mình xây sở rồi mình anh nghỉ anh đi vô công ty làm cùng em. Để mà chở vợ đi rồi này kia các thứ đưa rước, chứ khỏi mất công mà làm xa nhau rồi nó hơi khó khăn. Thì vợ cũng hai chồng cũng lên ý kiến như vậy rồi cô vợ cũng đồng ý. Thì tới bữa 31 tây công ty hết hàng cho thôi việc, là nói tới 10 tây là lãnh lương đó, là để về mua sắm đồ cho con với lại đóng tiền học phí cho con ở các thứ, thì cho nên là bữa 10 tây là đi luôn không có về nữa. 10 tây tháng mấy em? 10 tây tháng 4 ạ. Vậy là vợ em mới đi đây à? Dạ. Ôi trời. Nó mới đi đây được 3 ngày á. Mới 3 ngày thôi. Dạ. Vợ em đem những cái gì em? Dạ đem theo em theo như em đón thì chắc đem khoảng 2-3 bộ đồ như lại đồ dùng cá nhân. Thế là vợ em chuẩn bị đồ đi luôn à? Dạ nói chung thì không, em không gần nữa tại vì em đi làm. Ôi giời ơi em ơi là em. Rồi em ở trọ thì ở trong trọ chọn đồ rồi đi rồi. Rồi cho anh hỏi này, trước thời điểm đấy, trong vòng thời gian ngắn nhất em uốn vợ không? Dạ không ạ. Không, mình có chửi vợ không? Dạ cái đó thì có to tiếng này kia trong to tiếng lời trước qua tiếng lại thôi. Em to tiếng trước khi vợ bỏ đi mấy ngày?
Cái này thì chắc cũng khoảng cỡ tuần. Tuần. Dạ, nhưng mà vợ, cái đó thì nhưng mà vợ đã ok chưa? Thì hòa chưa? Mà vợ vẫn vui vẻ bình thường. Vui vẻ nhưng mà trong tâm tâm trong 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 tư tưởng đấy em. Dạ. Nhưng mà kiểu như là em thì em cũng biết như vậy nhưng mà cái thời gian gần đây thì không có đến đổi mà để vợ phải buồn phiền như vậy. Ôi trời ơi. Rồi cho anh hỏi thế này nhá. Dạ. Mình phải nói thật nhá. Đúng không? Dạ. Trong 3 ngày qua thì em tìm vợ đâu rồi? Dạ nói chung thì em tìm vợ ngày hôm ngày đầu tiên á thì biết vợ đi nhưng mà em lo cho con cho nên em không có đi tìm được. Qua ngày thứ hai thì em có trong thời gian đó 24 giờ rồi thì em có phát nghị lên là công an phường lấy thiêu với lại công an đồn công an vi ship và bảo vệ trong vi ship với lại bảo vệ trong công ty để tìm là để tìm nhưng mà em đã gửi hình với lại bà để lại đồn công an em trình báo hết rồi. À, ngày hôm nay là ngày thứ ba cho nên là em mới lên quyết định báo với lại anh Hải. Tại vì công ty thì trong cái trên Bình Dương này thì rất là rộng lớn mà em thì thời gian hai con nhỏ đi làm sinh sống thì cho nên là không có lo đi tìm kiếm được tại vì nó quá là rộng đi. Đó, cho nên là nhờ mấy anh em với là cầu cộng đồng mạng chia sẻ giúp giùm em đó. Rồi cho anh hỏi cái này. Dạ. Vậy là trong cái thời gian vừa qua là vợ em ấy, em có để ý là vợ em có nhắn tin hoặc là có ai gọi điện đến cho vợ em không? Cái này thì em cái cá nhân của vợ thì em không có nắm bắt được. Có loại đại loại là em không để ý. Dạ đúng rồi. Còn nói chung là tự do của vợ mà em không có xen vào được. Nói chung là em cũng thỉnh thoảng thì cũng có coi mấy vợ là ví dụ xài có rung lắc đồ này kia không thì khởi động rồi tắt nguồn rồi khởi động lại cho vợ thôi chứ còn ngoài ra là em nói chung ai nhắn tin thì mình không quan tâm. Dạ. Em đang nghi ngờ chuyện gì? Nói chung thì em chỉ lo sợ nhất là vợ em bị bạn bè nói thúc đẩy rồi này kia, sợ là bị lừa đảo ở Campuchia thôi. Với lại nữa là cái chuyện mà xấu rồi này kia đối với vợ thôi chứ. Chú đưa nước cho con uống nha. Xin chú chưa? Xin chú đi con. Chú. Ngoan ha, chú tìm vợ cho con cho mẹ nha. Dạ. Tìm mẹ cho ha. Rồi ngồi đây. Rồi, bây giờ cho anh hỏi thế này nhé. Bởi vì anh muốn đi sâu vào cái câu chuyện. Nha. Dạ. Theo anh ấy, không có lý do gì tự dưng một người phụ nữ mà bỏ rời những người con mà chính mình sinh ra. Bỏ chồng thì dễ rồi đó. Dạ. Nhưng một người phụ nữ mà chính thức mà bỏ những người con của mình. Dạ. Đó là phải có một cái lý do thật chính đáng. Dạ. Có thể là vợ em, một là có thể rất căm hận em. Dạ. Hai là vợ em đang say thực sự một cái mối tình nào đó. Dạ. Cho nên vợ em mới bỏ đi. Còn không có tự dưng mà vợ em bỏ đi mà sắp quần áo đi. Dạ. Mà lấy lương ra đi luôn. Dạ. Là cái điều đó khó có thể xảy ra. Dạ. Đúng không ạ? Em hình dung nếu như vợ em đang làm một công ty đó mà chính bản thân em xin cho. Nếu vợ em không hài lòng thì vợ em phải lên tiếng là anh ơi, đúng không? Dạ. Cái công ty này em thấy là không phù hợp. Dạ. Mức lương không phù hợp, mấy công việc áp lực. Anh có thể tới đây em sẽ xin công việc khác. Dạ. Đúng không ạ? Đó mới là một người gọi là chính thức có ý để chuyển công ty khác. Dạ. Còn đây vợ em lĩnh lương xong vẫn ok, đúng không? Giờ chuồn mất, dạ. Cao chạy xa bay bỏ lại hai người con thơ của mình. Để cho vợ, để cho chồng hiện nay để cầu cứu một lách hai đứa con, đúng không? Vừa dạ. Gà trống mà vừa nuôi con như thế này, vừa làm cha vừa làm mẹ. Thì cái câu chuyện này thì theo anh nghĩ là vợ em sẽ đi theo một người đàn ông khác dụ dỗ rồi. Dạ. Là cái điều đó dễ nhiều phần trăm hơn. Đó, nhưng mà bây giờ mình phải suy xét lại là trước đây là mình sống có phật lòng vợ không? Vợ liệu có giận đến mức độ mà vợ quyết định phải bỏ, từ bỏ các con của mình hay không? Đó vấn đề quan trọng mà tự em biết. Chứ còn các anh ấy thì thực sự là các anh ấy không thể biết được cái cuộc sống hôn nhân của gia đình em có hạnh phúc hay không. Thì nói chung thì cái thời gian lúc trước thì có một cái phần là Phật ý với vợ là đánh đập vợ, đánh một hai cái với vợ thì thôi. Chứ còn tới bây giờ thời điểm mà vợ quay lên là sống lại với cha con em thì cũng bình thường lại rồi. Chứ không có lớn tiếng hay là đánh đập gì vợ nữa. Nói chung là em cũng đang suy nghĩ rất là nhiều mà không hiểu là tại sao thời gian gần đây em có làm gì để cho vợ sai ý hay không, hoặc là em có nói gì để cho vợ buồn hay không, cho nên là em cũng đang suy nghĩ như vậy. Còn cái việc đi làm thì tăng ca rồi, nói đi tăng ca thì em cũng vẫn tăng ca 9 giờ về thì em cũng vẫn gọi điện rồi vợ kêu vợ khuyên vợ chạy xe cẩn thận rồi kia. Tại năm nay là năm tuổi mèo của nó nữa, của vợ em nữa. Bây giờ em là quan tâm bằng chỉ bằng lời nói thôi. Dạ. Còn người khác người ta quan tâm bằng hành động. Dạ. Bằng cử chỉ, hiểu không? Có nghĩa là người ta sẽ quan tâm hơn em nhiều lần. Dạ. Có thể người ta tặng đồ cho vợ em này, người ta đưa cho vợ em một cái gọi là như một cái bóng gọi là
cái bông hồng nó đẹp đấy. Đó thì vợ em cứ tưởng tượng là đây là người đàn ông có thể là mình đang cần. Bởi vì trước mình khổ, sống với người đàn ông này mình khổ quá rồi. Đó, em có nghĩ điều đó không? Chung thì cũng có, nhưng mà giờ mình cũng đâu có nghĩ gì được sâu xa nhiều. Chủ yếu là giờ lo hai đứa con thôi chứ. Nếu vợ em không về, nếu vợ em không về liên hệ lại. Chỉ còn ngày nay hoặc ngày mai chắc chắn là vợ em sẽ gọi. Anh khẳng định là sẽ gọi cho anh em đội hiệp sĩ Quân Thành Bình Dương. Chắc chắn là sẽ gọi. Mà vợ em thông tin là nó này, anh thông tin, chồng em thông tin không đúng sự thật, đánh đập hành hạ em trong thời gian qua, em không chịu được. Bây giờ không kiếm em nữa mà em không về nữa. Thì em sẽ nghĩ làm sao? Nếu vợ em nói như vậy thì em sẽ nghĩ làm sao? Thì nếu không về nữa thì bây giờ có cái gì thì có thà giữa cả hai bên. Ví dụ như là cha mẹ giờ mình không có liên quan tới, không dính líu tới nữa, thì không để làm cho cha mẹ buồn. Thì bây giờ mình cứ gặp mặt ngay giữa anh Hải, thì mình hai mặt một lời đó, có anh Hải làm chứng và cộng đồng mạng làm chứng đó, mình nói một cái lời nào đó giải quyết cái một luôn để cho hai đứa con nó được. Anh hiểu rồi. Có nghĩa rằng nếu như thực sự mà vợ em chia sẻ cái câu chuyện như anh vừa nêu, là em chấp nhận đúng không? Đúng rồi. Gọi là đường ai đấy đi. Phải không? Mình không líu kéo nữa ha. Thì mình cũng phải chấp nhận, bởi vì duyên phận nó tới lúc đó là hết rồi. Ai không ai mong muốn điều đó. Nhưng mà còn con của em thì có thể nếu vợ em không nuôi thì một mình em nhắm nuôi nổi không? Nói chung thì khó khăn đó em. Cũng ôm nhau rồi sống chứ. Nó thực sự khó khăn đấy. Anh cũng không muốn níu kéo một cặp trường hợp nào, nhưng anh không muốn tan rã một cặp trường hợp nào. Ở đây là anh em nào luôn luôn là mong muốn là có một cái cuộc sống, một cái gia đình hạnh phúc. Bởi vì những đứa trẻ này thực sự nó sinh ra nó không có tội. Nó bây giờ thì vì một cái câu chuyện mà hai người trưởng thành ba mẹ đúng không? Để nói chuyện với nhau những cái gì đó nó không hài lòng, không hiểu lầm nhau. Để đến cuối cùng là người vợ hoặc người chồng phải đi theo người thứ ba. Đó mà cũng bỏ lại những người con thơ như này. Hai đứa con của em hiện nay thì chắc chắn là rất cần cái tình thương của mẹ. Bởi vì dù gì dù nhưng mà mẹ vẫn là cái tình thương dành cho con nhiều nhất, đặc biệt là con của em là con gái. Chứ lại không phải con trai. Thế nên là con gái thì thường âu yếm mẹ nhiều hơn. Đó, nhưng mà anh nhìn thì anh nhìn nhận một cách khách quan, anh chưa dám đổ diệt là vợ em đi theo người đàn ông khác. Nhưng mà vợ em đến 90% là vợ em đi theo người đàn ông khác. Còn nếu mà những cái lý do khác thì đó là chỉ là lý do to hơn lý chấu thôi. Đây là anh nói thật như vậy. Hy vọng là nếu em gái xem được video đội hiệp sĩ Quân Thành Bình Dương, em gái hãy liên hệ lại cho anh em đội hiệp sĩ Quân Thành Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Nếu thực sự em không muốn sống với chồng em nữa thì em cũng phải quay lại về đây để mà nói chuyện nhau, để giải quyết nhau một cách thỏa đáng, tránh tình trạng mà hai đứa con của em hiện nay bây giờ rất bơ vơ. Người cha người chồng bây giờ là vừa đi kiếm ăn vừa nuôi con, mà những đứa trẻ này thì chắc chắn là cũng rất khó khăn. Bản thân như thời gian trước thì hai vợ chồng nuôi hai đứa nhỏ đã là khó khăn rồi, nhưng đến giờ phút này một người chồng mà nuôi hai đứa trẻ này thực sự là rất khó. Hy vọng là em gái hay quay trở về. Còn mình cặp kè với ai, mình quen biết với ai đó thì người ta cũng chưa có cái gì sống chung với mình, đúng không ạ? Mà mình chỉ là một cái người thực sự, nếu như đúng như vậy là mình chỉ là một cái người bỏ chồng bỏ con đi để cặp kè với người ta thì chắc chắn là trong thời gian tới thì người ta sẽ đá em đi. Đó là anh khuyên em chân tình như vậy. Em còn điều nào em muốn chia sẻ trên video này thì hy vọng là vợ của em biết được, vợ em xem được và vợ em suy nghĩ lại quay trở về đi em. Nói chung thì bây giờ thì em cũng có một cái chân tình cuối. Thì là em vẫn là còn thương vợ em rất là nhiều. Mỗi khi mà nhắc tới vợ em thì em nói chuyện không được. Đồng ý là bây giờ ai thương thì mình cũng mới đi tìm thôi, đúng không? Không thương thì đâu có đi tìm đâu. Phải không em? Nhưng mà nếu vợ em về thì em có đánh đập nữa không? Nói chung thì em cũng hứa rất là nhiều, nhưng mà em sửa đổi, đang sửa đổi tính tình em. Em không có phải là người mà vũ phu đến mức độ mà không quan tâm, không ngó ngàng tới vợ con, hoặc là cái cuộc sống của vợ con, hoặc là cái dù ăn mặc, ăn uống. Nhưng thật sự là những cái tình trạng mà nếu mà vợ mà có quay về thì thật sự luôn em xin hứa đây là có cộng đồng mạng chứng kiến, nếu mà vợ em quay về thì cỡ từ đây sau là mình chỉ sống cuộc sống làm lại từ đầu, có gì mình chia sẻ với nhau để biết cái nào sai cái nào đúng để mình sửa, chứ đừng có im lặng mà
chuyện gia đình lục đục rồi bỏ đi như vậy. Thật mấy ngày nay là tội cho hai đứa con, nó không ăn uống như khóc rồi, bé khóc rồi, thường quá. Mỗi lần mà nhắc tới mẹ nó là nó cứ ngừng nước mắt, nó không có nói được. Thực sự là anh nhìn cái cách biểu cảm và khuôn mặt của em ấy, anh không phải xem tướng sách gì, nhưng mà anh nhìn em thì đại loại em không phải con người xấu, nhưng mà thực sự là em rất nóng tính, đúng không? Dạ đúng rồi, cái áp lực của em nó đè lên vai em là em không giờ, không có thể. Nhưng mà bây giờ nếu mà vợ quay về thì mình hãy cố gắng để kiềm chế lại nhé, tiết chế lại cái bản thân, bởi vì mình biết là mình hay nóng tính, mà nóng là hay là bậy, những người nóng quá là nóng hay bậy, cả giận quá là mất khôn. Dạ, nhá. Đúng là con người đã bảo là nóng quá là mất khôn. Anh nhìn em thì anh thấy em đặc biệt rất nóng tính nhá. Đây là anh khẳng định với em là như vậy. Bởi vì anh nhìn từng người một anh biết. Anh không giỏi nhưng anh biết nhìn. Nói chung là không chính xác lắm nhưng cũng tương đối nhá. Hy vọng là em hãy cố gắng bình tĩnh lại. Anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương sẽ tìm cố gắng thông tin để tìm ra vợ em đang ở đâu, để giúp vợ em quay trở về em nhé. Dạ. Con gái em đang khóc luôn kìa. Thấy không? Em thì nói chung là có một câu lời nói với gửi đến mẹ vợ em với lại em gái, em vợ của em. Cái cuộc sống lúc trước á, thì như thế nào thì con không biết, nhưng mà bây giờ thay đổi là một lần thứ hai nữa tái diện cái hình cảnh như vậy. Thì đợt này á, là con chỉ mong á là ổn thỏa để mà vợ chồng giải quyết với nhau. Còn nếu mà không cảm thấy mà áp lực quá thì về đây gặp mặt nói một lời để mà giải quyết đôi bên luôn, chứ không có, con nói thật con không có làm gì sai hết đối với vợ con. Chỉ trong cái việc gia đình sống chén thì nó phải khua nó mẻ thôi, chứ không phải là không có phải không có ai mà không im ấm được. Nói chung là gia đình nhà nào cũng vậy, nó có lúc nào lúc kia, đúng không? Cuộc sống thăng trầm mà, nhưng mà thôi bây giờ chuyện nó đã lỡ rồi nhá. Dạ. Bây giờ mình mong vợ quay về thôi, còn mình không nói tới lui nữa. Còn khi về vợ về thì vợ chồng bảo ban nhau em nhé. Dạ. Để mục đích chính là nuôi dạy các con ha. Dạ. Rồi con gái cho chú hỏi con tên gì con? Ngọc. Con tên Ngọc ha. Con mấy tuổi đây Ngọc? 4 tuổi. Con 4 tuổi ha. Con có nhớ mẹ con không? Nhớ nhiều không Ngọc? Con yêu mẹ không? Con nói đi để cho mẹ về, cho mẹ về mấy con đi. Nói đi, mẹ đang xem đó. Mẹ đang nói chuyện với con á. Con kêu mẹ về đi. Mẹ về với con đi, con nhớ mẹ lắm, con yêu mẹ nhiều. Nói đi con. Nói tới mẹ là nói không được. Nói đi. Con có thương mẹ không? Ngọc ơi, con thương mẹ không con? Thương ha. Con có mong chú tìm mẹ cho con không? Chú tìm mẹ cho con về với con nhé, mẹ về với con nhé. Con nói sao mẹ bỏ con đi? Nói đi con. Mẹ ơi đừng bỏ con. Nói đi con. Nói đi. Không nói được hả? Thế con có yêu mẹ không? Yêu không? Mẹ khóc luôn, mẹ không nói được điều gì luôn cô chú anh chị. Thực sự là rất thương, những trường hợp này phải nói là vô cùng đặc biệt. Hy vọng là em gái sinh năm 1999 này tuổi đời rất trẻ, năm nay mới 23, 24 tuổi này, hãy suy nghĩ lại. Bởi vì em là một người phụ nữ có con rồi, nhưng mà suy nghĩ mà bỏ chồng bỏ con như này thực sự là một cái suy nghĩ gọi là rất lông cạn. Nếu em không muốn sống với chồng nữa, không muốn sống với con, đúng không ạ, thì em phải quay trở về. Em nói chuyện với chồng, với con, với gia đình cho nó một cách cụ thể, tránh tình trạng em bỏ đi như thế này. Bây giờ gia đình thì chưa biết là em bỏ đi đâu, mất tích hay bị lừa đảo, bị dụ dỗ. Bởi hiện nay ấy, là rất nhiều thông tin khác bị dụ dỗ, một số các chị em phụ nữ khác để bán ở trung tâm massage, karaoke, hoặc là có thể là bán ở Trung Quốc, bán ở Campuchia. Những cái lúc đó thì đến khi đó là em phát hiện được ra, em biết là mình bị lừa, bị dụ, em cũng không về được. Thì các con của em sẽ mất mẹ, chồng sẽ mất vợ, vợ sẽ mất chồng, gia đình tan cửa nát nhà. Hy vọng là trong thời gian tới anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương đăng lên thì em hãy cố gắng, em suy nghĩ lại để em quay trở về đi. Bởi hai đứa con của em là tuổi đời rất nhỏ như thế này. Bây giờ một người cha mà đi mà ôm theo hai đứa nhỏ này thì thực sự là đi đâu cũng không làm ăn được cái gì. Em hãy thương chồng và thương con mình đi. Bởi vì đây chính bản thân con của em sinh ra. Dù rằng là mình không đăng ký kết hôn với nhau nhưng mà mình chắc chắn là phải có tình cảm nhiều với nhau được. Thì mình mới sinh ra hai đứa con như thế này được, đúng không ạ? Mà hai đứa trẻ này nhìn là thực sự là bây giờ nó một đứa trẻ vô tội này mà mất mẹ thực sự là rất đáng tiếc.
Thôi bây giờ thì hôm nay thì em cũng về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương để đăng tin để tìm vợ đúng không? Mình chia sẻ những câu chuyện mà tìm vợ như thế này anh cũng chưa có dám chắc mà có đúng hay không. Nhưng mà anh cũng tin em, bởi vì em bế theo hai người con thì anh thực sự là anh rất tin cái câu chia sẻ của em nhá. Em chia sẻ này có thật không em? Dạ đúng là sự thật. Nếu mà thật sự em có nói sai cái điều gì đó thì sai hay là oan ức gì cho vợ em á, thì vợ em cứ việc mà về rồi nói là cái nào sai đó thì cứ nói ngay thẳng anh Hải và nói chia sẻ lên cộng đồng mạng nói luôn, chứ em không có sợ gì hết. Em có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ của Thành Dương để đăng thông tin mà ba cha con đi tìm vợ tìm mẹ không? Dạ đồng ý ạ. Đồng ý nha. Tại vì em rất là lo cho vợ em, tại vì khi mà bữa 10 tây đi á thì 4 giờ rưỡi em gọi được, nhưng mà tới 5 giờ là em gọi họ không liên lạc được trong bữa nay luôn, trong vòng nửa tiếng đồng hồ thôi. Vợ em đi cho anh hỏi lại, anh quên mất này, cho anh hỏi là vợ em trước khi đi là đem theo thang lương đó khoảng bao nhiêu tiền em? Dạ thì trong giấy là ghi tính toán vợ tính sẵn luôn á, là trong giấy còn ghi là 4 triệu 070 nghìn. À, gọi là 4 còn triệu. Còn tiền lương tăng ca là tới 17 tây này mới nhận là còn lại là 690 nghìn. Vợ em trước khi đi như vậy đến giờ phút này là em hoàn toàn không gọi được. Dạ đúng rồi. Vợ có báo tin để cho gia đình không? Dạ không luôn, em gọi về dưới quê thì dưới quê bảo là không có liên lạc gì gia đình. Cho nên là dưới nhà em là cũng khuyên em là kêu đi báo công an và lấy lại là đưa lên nhờ anh Hải bên đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải giúp để mà tìm tránh cái trường hợp xấu nhất. Rồi cuối video này anh xin phép được tham mẹt là đội hiệp sĩ của Thành Dương. Anh chúc ba cha con em cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng trong thời gian tới sớm nhất có thể anh em đội hiệp sĩ của Thành Dương sẽ tìm ra vợ em và tìm mẹ cho các con em nhé. Rồi xin chào các cô chú anh chị bạn, hẹn các cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.